Amen. Lạy cha dấu yêu, chúng con cảm ơn cha. Cảm ơn cha mỗi buổi sáng cha cho chúng con đánh thức chúng con dậy để chúng con tìm kiếm mặt Ngài, tìm kiếm ý muốn của Chúa để triển khai trong ngày mà được bày tỏ Chúa qua đời sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa Ngài dựng nên chúng con theo hình ảnh của Ngài. Chúng con là tác phẩm quý giá trước mặt Ngài, để Ngài trang bị cho chúng con trong mọi việc lành. Trong Chúa chúng con không bao giờ luống công, bất kể những công việc mà Chúa dành cho chúng con và chính Ngài đã sẵn sàng cho chúng con trên đất này. Ngài tôn trọng chúng con, Ngài yêu chúng con, Ngài thương xót chúng con, một tình yêu vô điều kiện Chúa ạ. Chính chúng con cũng sẽ yêu Ngài như vậy. Chính thần của Chúa ở trong chúng con để chúng con có sự khôn ngoan thông sáng để nhận biết ý muốn tốt lành trọn vẹn của Ngài. Con cảm ơn Chúa, Ngài tác tạo con người, một kiệt tác của Ngài rất là giá trị trước mặt Ngài. Chính vì linh hồn mà Đức Chúa Trời đã yêu con người, yêu thế gian này, mà đến nỗi đã ban chính con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin vào con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa, loài người tuyệt vời, tuyệt tác của Chúa. Lời Chúa nói rằng con người là chi, con người là gì mà Chúa đã đến thăm viếng, thăm nom nó. Và Chúa đã làm cho con người kém Chúa một chút thôi, chỉ một chút. Không phải nhiều chút mà Amen. một chút. Và Ngài còn đội mão triều thiên cho con người, cho sự trong sự sang trọng của Ngài. Và Chúa còn nói rằng Ngài dựng nên con người giống Ngài để mà cai trị công việc cho tay Chúa làm nên, và khiến muôn vật phải phục dưới chân con người. Ôi, con cảm ơn Chúa để con biết rằng mình trong cái giá trị của con người, cái chỗ đứng của con người thật là vĩ đại và không thể nào mà lạm dụng thế gian ở đời này và chỉ có gì miếng ăn là miếng nhục Chúa ạ. Miếng ăn là miếng nhục, mà Chúa nói rằng là trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, còn những thứ khác thì Ngài sẽ ban cho chúng con, để chúng con không lạm dụng tất cả các tài nguyên và những cái thời gian, cái quỹ thời gian mà Chúa cho chúng con trên đất này mà chúng con không có tìm kiếm của sự hư không của sự đời này, Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa để cho chúng con là của lễ thánh của Ngài, là con quý của Ngài, và chính Chúa Giêsu đã chuộc lấy chúng con bởi sự chết và sự huyết của Ngài, sự phục sinh của Ngài, để chúng con là của lễ thánh, để biệt riêng hoàn toàn, chứ không chỉ biệt riêng một ngày hai ngày mà biệt riêng cả một cuộc đời của chúng con hoàn toàn trong sự tôn kính chỉ dành cho một đấng đã tạo nên chúng con. Con cảm ơn Chúa cho chúng con có lòng tôn kính như chính Ngài đã tôn kính chúng con, đã yêu chúng con trước để rồi chúng con biết yêu Ngài. Và chính Ngài cũng đã tôn trọng con người và đã cho con người có sự tự do chọn lựa, và chính thần khôn ngoan thông sáng đậu trên chúng con để mà chúng con biết chọn những điều cao sang, điều sang trọng, và bỏ đi những sự hèn nhát, những sự hư không Chúa à, để nhận những sự sang trọng. Con cảm ơn Chúa, Ngài yêu chúng con và cho chúng con biết được giá trị của mình và vị trí và chỗ đứng của mình trong trong Chúa, để chúng con sống cho mục đích mà đấng đã kêu gọi chúng con. Và con tin Ngài là Alpha Omega, Ngài khởi đầu cho khởi nguyên và tận cùng, Ngài khởi sự cho chúng con, và chắc chắn rằng Ngài dư dư xăng để mà dư quyền năng để mà để hoàn tất cho chúng con, và tùy thuộc vào tấm lòng và thái độ của chúng con để dâng mình cho Ngài, không nghi ngờ, không lầm bầm Chúa, không làm những chuyện hư không như Matthew, để mà chỉ nghe nhận được ý muốn của Chúa, ngồi dưới bệ chân Chúa và chọn những điều tốt hơn và tốt nhất. Con cảm ơn Chúa, điều tốt nhất ở đây để cho chúng con biết rằng là chính Chúa cũng chọn những điều tốt nhất cho chúng con đây, một người người cha thuộc linh, người thầy, để mà chúng con không phải bị ru ngủ bởi cái giáo lý êm tai nữa, nhưng giờ đây chúng con được nghe những thức ăn cứng, đồ ăn cứng Chúa à,
để rèn luyện tâm tư của mình để làm những công việc lớn. Chỉ có những người trưởng thành mới làm những công việc lớn và khó cho Ngài. Như lời Chúa nói trong Isaiah, ta sẽ sai ai đây và ai sẽ đi cho ta, và chính chúng con đây Chúa ạ, hãy sai chúng con và dạy dỗ chúng con để chúng con trở thành là người người mà Chúa Ngài sử dụng, người đúng tiêu chuẩn mà chính Chúa Ngài đang muốn tìm kiếm. Cảm ơn Chúa Ngài yêu chúng con. Hôm nay chúng con cầu nguyện cho những người trong các quốc gia, đặc biệt là đất nước Việt Nam của chúng con, cũng như đất nước Ukraine, đất nước Nga và tất cả những cái nước nơi mà con sinh sống đây, đất nước Hoa Kỳ. Cảm ơn Chúa. Chúa nói chúng con hãy xin các dân các nước làm cơ nghiệp. Chúng con cảm ơn Chúa Ngài đặt để trên hội thánh sự thương xót Thiên Chúa tấm lòng và hướng về dân tộc Việt Nam, nơi mà chúng con Chúa đã chọn, mà chúng con được sinh ra và ngôn ngữ mà chúng con đang nói đây. Và không ngẫu nhiên, nguyên cả hậu tự của chúng con cũng là những con người Việt Nam. Cảm ơn Chúa. Con người là một kiệt tác tuyệt vời Chúa ạ. Chúng con yêu con người, chúng con yêu cái giá trị của con người mà chính Chúa Ngài đã tạo dựng nên. Con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con sắp tới đây, chính Chúa sẽ cai trị, sẽ đổi mới mọi sự, một trở thành một Việt Nam mới, và Chúa xóa sạch 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 các tư tưởng, xóa sạch sổ tất cả các chế độ độc tài quỷ cộng sản Chúa ạ. Và con cũng linh hồn của họ thì không bao giờ mà luống công, bởi sự chết của Chúa đã đổ máu cho những con người Chúa ạ. Linh hồn Chúa ạ, Chúa cứu linh hồn, nhưng mà những con người đó sẽ lạm dụng cái thân thể mà đã đi không đi đã chặt mục đích Chúa ạ. Bởi vì Chúa nói cây nào mà Chúa không trồng thì Chúa sẽ nhổ sạch trong những ngày sau rớt này. Con cũng cầu nguyện xin Chúa cũng đập và hủy diệt quỷ cộng sản, chế độ độc tài quỷ cộng sản và những tư tưởng bệnh hoạn của nó, để nó phải đổ chúng nó vào hồ lửa và linh hồn của những người mà đang bị lạm dụng đó được Chúa cứu, thì thần xác bị hủy diệt và tất cả các tư tưởng phải được hủy diệt và nạp những cái tư tưởng mới, tư tưởng của nước trời Chúa ạ. Chúa sẽ tác tạo, Chúa dùng chúng con là miệng của Ngài để mà sẽ loan truyền tin lành vương quốc của Chúa, để mà là công nghệ làm người, để nạp những cái tư tưởng văn hóa nước trời và xóa hết tất cả những tư tưởng bệnh hoạn của quỷ cộng sản, và cũng cũng như tất cả những người lãnh đạo trong những hội thánh và lạm dụng để mà nghi thức tôn giáo giáo lý tín điều Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa Ngài cho một loạt bài chương trình tương lai cho Việt Nam. Con cầu nguyện xin tất cả các chương trình, những bài giảng, sự sức dầu của Chúa đầy dẫy trên cái chương trình đó, và chính chúng con cũng đã được nhận tin lành vương quốc của Chúa qua chương trình tương lai cho Việt Nam. Và con tin chắc rằng tất cả các bài giảng đó cũng được được lan rộng ra trên đất nước Việt Nam của chúng con, và đặc biệt đụng chạm tới những người lãnh đạo trong các hội thánh, để họ cũng nhận được sứ điệp của Chúa, sự gửi gắm của Chúa, sự kêu gào để mà kêu gọi con người, con cái Chúa quay trở về và nhận được cái tin lành vương quốc của Chúa trong cái bài chương trình tương lai cho Việt Nam. Con cũng cầu nguyện cho đất nước nơi mà Chúa cho đầy rửa và mật ong, đầy những cơ hội để chúng con được phát triển và thi triển những cái tài năng cũng như cơ hội để làm công việc của Chúa. Con cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ nơi chúng con đang sinh sống. Nguyện Chúa Ngài đập nát tất cả những cái chế độ dân chủ cộng hòa mà đang mà tranh đấu nhau Chúa ạ. Vì bởi vì khởi sự ở đất nước Hoa Kỳ này là khởi sự trên cái nền là lời của Chúa, lời của Đức Chúa Trời,
để đất nước Hoa Kỳ này biết kính sợ Chúa, vì sự kính sợ Chúa thì mới đi trong cái sự trật tự của Chúa được. Con cũng cầu nguyện cho những người lãnh đạo tổng thống Hoa Kỳ để mà ông cũng tỉnh thức để nhận biết Chúa trước khi đã quá muộn. Chúa à, xin Chúa thương xót đến những người lãnh đạo những các hệ thống của chính phủ Hoa Kỳ để họ cũng quay trở về cái vị trí ban đầu là nhận biết được ý muốn của Chúa, lời của Chúa lập trên tất cả nền hiến pháp, luật pháp gì bởi trên lời của Chúa, để kính sợ Chúa và làm theo trong sự trật tự của Ngài. Chúa, Ngài chúc phước trên đất nước Hoa Kỳ và những người cơ đốc nhân, những người họ đã ở trên một cái đất nước đầy sung túc này, để họ không lạm dụng để ăn gì uống gì mặc gì, mà nhận biết ý muốn của Chúa và lấy tất cả các tài nguyên mà Chúa sắm sẵn trên đất nước Hoa Kỳ này để chúng con tận dụng để mà chuyển cái giá trị nước trời để cho đến khắp nơi trên cái các quốc gia khác nữa Chúa, và đặc biệt rằng là Đông Nam Á, nơi Á Châu, nơi mà chúng con hằng cầu nguyện cầu thay cho họ để họ sớm nhận được tình yêu của Chúa, sự thương xót, sự cứu rỗi của Chúa, tin lành của Chúa được lan rộng ra trên khắp đất này Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa nhà chúng chúc lành, chúc phước và gìn giữ tấm lòng của mỗi từng anh chị em của chúng con. Rồi Chúa ngài cũng chữa lành cho người lãnh đạo của chúng con, một sư Cường, một sư Hoài Hương. Sắp tới chúng con cũng có những công việc và sứ vụ của Chúa giao cho chúng con ở trên hội thánh sự thương xót Thiên Chúa. Chúa ngài bổ sức cho chúng con và ngài làm mới lại chúng con, chữa lành chúng con để chúng con đi trong sự sức mới của Chúa mỗi ngày. Con cảm ơn Chúa, con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Dạ. Mời mời Nam rồi anh chị Trung Chi nha. Cho các cháu đi học. Amen. Amen. Cái lời Chúa đã chào ơn con, chào ơn cả ngày vì hãy cùng với tất cả anh chị em con cha, con nguyện xin ngài ở cùng với đời sống của mỗi chúng con cha, để rồi chúng con mỗi ngày cha đều hiểu biết Chúa nhiều hơn, cha hiểu biết về chính mình, cha hiểu biết về cơ nghiệp các dân các nước mà ngài kêu con đến cha. Con cảm ngài rất nhiều vì ngài ban cho con dân tộc Việt Nam cha, ngài ban cho con dân tộc Hoa Kỳ cha, hoặc những dân tộc ở châu Á nữa cha, để rồi chúng con là những người mà sẽ sinh ra, ôi gọi là những con người được lịch sử ở trong đó cha, chúng con sẽ trở thành cha của dân của một dân nào đó cha, trong cái lãnh thổ mà ngài ban phát cho mỗi chị em con cha, ô nguyện xin ngài giúp đỡ hướng dẫn để sống con cha, rồi trước tiên nhất của chúng con trung tín trong tất cả những cái dân, tất cả những cái nhóm người mà ngài ban tặng trong con cha, nhất là trên Hoa Kỳ cha, ô nguyện xin ngài giúp đỡ tất cả chị em con cha, rồi chúng con học cách đánh chiếm miền đất của mình cha, miền đất của mình đang sinh sống cha, ô nguyện xin ngài cùng với tất cả những cái mục vụ mà chúng con đã lên kế hoạch cho một vụ về tiếng nói nước trời, cho một vụ về việc mà ảnh hưởng đến cái việc mà xây dựng phục hồi lại đất nước Việt Nam con, cha tạo ra được những phong trào cho để khiến những phong trào đó ảnh hưởng đến đất nước Việt Nam con, cha ảnh hưởng đến lực chính trị cho luôn cảm ngài chào cô ngồi xin ngài giúp con, để rồi chúng con cũng liên kết với tất cả những các anh chị em khác trong thân thể của Chúa cha, để có thể nhận lấy được cái sự tài trợ của ngài cha, để thực hiện những cái một vụ cộng đồng cha, ảnh hưởng đến đất nước Việt Nam còn ảnh hưởng đến gia tộc chúng con chào con cảm ngài Chúa con, ô cô ngồi xin ngài hãy cùng để đầu ngài ví dụ ông con cha, mẫu con sẽ trở thành lãnh đạo cha, trở thành người mà huấn luyện ra những cái thế hệ tiếp theo cha, nên chúng con còn phải học cách trung tín cha, chúng con còn phải học cách dâng đời sống mình cha, chúng con giống như lời ngài đã nói cho chúng con phải dâng của lễ sống và thánh cha, sống những cái điều mà quý giá nhất trong đời sống con cha, không phải là dâng những điều thừa thãi cha, không phải là dâng đi những cái điều mà dư thừa cha, nên con cầu nguyện xin ngài giúp đỡ hướng dẫn đời sống con cha, chúng con phải biết là dâng lên những điều tốt nhất cho ngài cha,
dân đời sống con, cho trước tiên nhất cũng con phải vâng phục ngài cho trong những cái công việc làm của con, cho sau đó con rèn luyện cái linh hồn của mình, cho con rèn luyện cái linh hồn của mình, cho để rồi linh hồn để rồi chúng con dâng lên cả thần linh của mình, cho thần linh con là cầm nhà máy gia công, cho chính ý muốn của ngài được 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 nhận lái sau, và linh hồn con là nhà máy gia công cho thần linh con, sao để chúng con tìm kiếm được ý muốn của ngài, sao con làm việc với linh hồn của mình, sao làm việc với tư duy cảm xúc ý chí của mình, sao để rồi ý chí con phải ngày càng trở nên mạnh mẽ, sao như một vận động viên thể thao, sao một người luôn luôn cố gắng hoàn thành được cái chặng đua của mình, sao không bao giờ đạp hòn, sao không bao giờ chịu từ gọi là chịu thua cục, sao nhưng mà chiến đấu hết mình, sao và cái tâm trí của chúng con, sao phải rèn luyện lời dạy của Chúa, sao đọc và giữ tấm lòng mình, sao giữ tâm biến đổi tâm trí của mình, sao bằng việc đọc học lời của Chúa, sao nghiên cứu lời của Ngài, sao áp dụng lời của Ngài vào đời sống con, sao và học cách làm sao biến lời Ngài thành thịt, sao vì chúng con học lời Chúa không phải để khoe mình, sao nhưng mà để khiến cho lời đó thành thịt của mình, sao khiến cho lời đó thành 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 chính bản chất của con, sao con cảm Ngài Chúa con, con cầu nguyện xin Ngài hãy ở cùng và ở cùng những cái cảm xúc của con, sao để rồi chúng con biết yêu những điều Chúa yêu, ghét những điều Chúa ghét, cho con công bố những cái sự gian ác ra, sao chúng con đập diệt hết tất cả những cái sự gian ác cuộc động sản, sao của giáo lý lệch lạc của các hệ thống tôn giáo, sao của kháng cách, sao của công giáo, sao chính thống giáo, sao của những cái sự dạy dỗ về tin lành cứu rỗi trong cái đó, sao để rồi gọi là chúng con chỉ tìm kiếm những cái lợi cho mình, sao nhưng mà không tìm kiếm cái câu trả lời cho dân tộc, cho những con người xung quanh, sao ôn cảm ngài rất nhiều chúa con, ôn cầu xin ngài giúp đỡ con, rồi chúng con thay đổi biến đổi tâm trí mình, sao để con thật sự trở thành cái chiến binh đặc nhiệm của ngài trong ngày sau đó này, sao ô con cảm ngài chúa con nguyện xin ngài giúp con để đầu trong cái sự sát con, và con vâng phục lời dạy của chúa, cho chúng con vâng phục cái linh hồn của mình, sao thực hành rèn luyện cái thể xác con, sao để cho nó mạnh khỏe, sao nó đủ sức để nó có thể gánh hết tất cả những cái ý muốn cái công việc mà linh hồn con đưa xuống, sao để con thực hiện từng bước một, sao không có đi điều gì là khó với Đức Chúa Trời, sao không có điều gì khó khi muốn con bước đi với ngài, sao con cảm ngài xua con, ôi xin ngài hãy dạy dỗ hướng dẫn để sống con, sao nhắc công việc mà chúng con phải trở thành biết cách trở thành một người, sao một người đúng nghĩa, sao theo ý muốn của ngài, sao không phải một con người mà đi theo ý riêng của mình, sao học được Chúa theo sức riêng của mình, sao nhưng mà học được Chúa theo cách mà ngài dạy dỗ con, sao là nhìn biết Đức Chúa Trời làm và làm theo, sao ô con cảm ngài rất nhiều Chúa con, ôi xin ngài hãy ban thần khôn ngon thông sáng vui đông sức thần hiểu biết thần kinh sợ Đức Chúa, và ở cùng con, sao đâu bất cứ khi nào con làm bất cứ điều gì, sao con đều biết rằng sao bởi thần mạnh sức của ngài mà ngài ban cho con, sao thần mạnh sức cả về gọi là sức 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 cứng và sức mềm, sao để em con biết không chỉ bằng bằng sức lực của mình mà bằng cái sức khôn ngon của mình trong đó nữa, sao để đâu con thực hiện công việc Chúa một cách dễ dàng nhắc chả bằng thần mạnh sức của ngài, sao ô vợ con luôn luôn học hiểu lời Chúa, luôn có thần mưu luận bởi anh chị em những người hướng dẫn đời sống con, sao và cũng như chúng con nghe qua tất cả những cái tạo vật xung quanh, sao những người mà ngài đưa đến cho đời sống con, sao để rồi chúng con không đánh mất bất cứ sự ban ơn cái sự dạy dỗ của ngài qua các tạo vật của ngài, sao để rồi trong bất cứ điều gì chúng con đều nhìn biết ý muốn của ngài, sao và chúng con đều đọc được cái sự lời phán của Chúa trên đời sống con, sao con cảm ngài Chúa con cầu nguyện xin ngài hãy giúp đỡ hướng dẫn dân tộc chúng con, sao để đầu mẫu chúng con, sao sẽ là trở thành một cái giống thánh đầu mùa, sao và khi mà con trở thành gọi là Phật giống thánh đầu mùa, sao thì cả cánh đồng sẽ nên thánh, sao nên thôi chính đời sống con, sao phải được Chúa rèn luyện, sao được Chúa chỉnh sửa, sao được Chúa uống nắng, sao ngày gọi là ngày ngày nặng đắp cái tính cách của con, sao để rồi cái tính cách linh hồn con, sao được được thành hình để đúng cái bình chứa mà ngài mong muốn nhắc, sao tùy thuộc vào gọi là ý muốn ý định tốt lành của ngài, sao ô con cầu xin ngài giúp hãy hướng dẫn đời sống mẫu
máu của con sao, và con cầu nguyện cho 603.550 con người làm nên sử, sao những con người sẽ qua đó, sao họ sẽ được Ngài biến đổi, sao trở thành không chỉ gọi là những con người thoát ra khỏi cái sự trói buộc, sự lừa dối của thế gian này, sao của sự mà tối của các hệ thống giáo lý sai chặt chả của hệ thống của Babylon, sao nhưng mà họ còn trở thành những con người tuyệt vời, sao trở thành những con người mà giống Chúa, sao cai trị, sao trở thành những con người mà đấng anh đi cao, sao để trở thành những con người độc nhất vô nhị, sao vì họ chỉ có mình họ sẽ được thực hiện đúng với cái công việc mà Chúa giao cho họ, sao không ai có thể thành thay họ hết trơn. Hôm nay con cầu xin Ngài hãy giúp đỡ hướng dẫn con, sao cho con đào tạo ra những con người tuyệt vời đó, sao những con người mà làm lịch sử đó, sao những con người mà trước mặt của con là một lực phần, sao sau lưng của con một lực chi tiêu, sao để bất cứ khi nào con nơi nào con đi qua, sao thì nơi đó tất cả mặt trăng mặt trời các ngôi sao phải tối tăm hết trơn, vì họ thấy được cái sự sáng ở bên trong con, sơ vào thấy xấu hổ bởi cái sự gọi là sự thấp hèn, sự họ hẹp của họ, sao để thấy được cái quyền năng của Chúa, sao tất cả những điều mà con có, sao để từ Ngài, sao vẫn con dâng phần hiến hết lên cho Ngài, sao con cảm Ngài rất nhiều. Chúa vào con xin Ngài hãy cùng để đầu chúng con cầu nguyện cho dân tộc Hoa Kỳ, sao là dân tộc mà anh chị em con thánh con đã được Chúa đặt để, sao để rồi qua nơi đó, sao chúng con sẽ khiến cho tiếng lành nước trời được rao giảng khắp nơi, sao ôi vì dân tộc Hoa Kỳ là cái nơi mà họ thực hiện công việc của Chúa một cách không mệt mỏi, sao họ là quốc gia mà dân rất là nhiều quốc gia mà rất là dân mình, sao để là có cầu nguyện xin Ngài giúp đỡ cho để đầu chúng con rồi thúc đẩy điều này hơn nữa, sao để rồi người ta hiểu biết về nước trời, sao người ta không còn gọi là hậu thánh của Chúa, sao không còn ở trong gọi là cái sự giới hạn của bất cứ một cái điều gì hay sao, nhưng mà con lăn tả ra ở bất cứ ngõ ngách nào, vào trong tất cứ cái nơi nào bí mật của ở trong thế gian này, cho để ông con xây dựng lại, cho con đem sự sáng tới, cho ông đập nát tất cả những sự gian ác, cho con người để đập nát cái sự gian ác của tất cả các đảng phái ở Hoa Kỳ, xa Babylon trong đó, cho dù là đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, cho con người để đập nát sự gian ác của họ, cho với sự mà đi theo ý riêng của họ, sao cái sự mà muốn làm gọi là muốn muốn làm theo cái lợi ích nhóm, sao con người lập nát cái gì đó, sao đó họ biết kính mến Đức Chúa Trời, sao họ là thực hiện theo đúng cái hiến pháp, đúng những cái người cha ông họ đã lập ngay đất nước Hoa Kỳ, sao là cái nơi mà gọi là để Đức Chúa Trời làm chủ, sao cái nơi mà để cho mọi người được phát triển hết tất cả những khả năng của họ, cho để thực hiện ý muốn của Chúa trên đời sống của họ, cho chứ không phải để cho người ta sống theo cái sự gian ác của Babylon ma quỷ, xà ô con cầu nguyện sẽ giúp đỡ hướng dẫn, cho ô con nguyện cũng ngài cũng đặc biệt hết tất cả những cái sự gọi là cái hệ thống gọi là những cái nhóm thế lực ngầm, xà ở trong Big Tech, ở trong Big Media, sao truyền thông, sao ngày dập nát hết tất cả gì đó, sao gọi là công dân Hoa Kỳ, sao những người Hoa Kỳ, sao không bị gọi lừa dối, không bị gọi là nô lệ, bị dụ dỗ, bị sử dụng, bị gọi là bị kẹp kẹp ở trong cái sự gọi là những cái nền tảng xã hội, sao những cái nền tảng của truyền thông, sao để rồi họ phải vượt qua tất cả những điều đó, sao họ có suy nghĩ riêng của mình, sao họ có được sự đánh giá theo thần linh của Ngài, sao để rồi họ biết sử dụng đúng tất cả những cái gì mà Chúa ban cho, sao để không bị bất cứ một cái công cụ nào của con người, sao của Babylon ở trong đó nó có thể kìm kẹp, nó trói buộc họ, sao khiến cho họ cho nên gọi là nô lệ của nó, sao cho nên gọi là bị sự lừa dối dẫn dắt của nó, sao ô con cả ngày nhiều số con ô con nguyện, sao xin ngài giúp đỡ tất cả những người hợp thánh trong Hoa Kỳ, sao họ họ ngày càng hiểu biết ý muốn của Chúa, sao họ phải đi vào trong các lĩnh vực trong xã hội, sao họ phải là những con người mà chiếm lĩnh các vị trí nơi cao, sao để công bố lời lẽ thật của Chúa, sao công bố sáng của Chúa nơi đó, sao không để cho gọi là những con người mà không hiểu biết lời Chúa, sao những người mà thiếu nền tảng của Ngài, sao họ đứng ở nơi cao được, sao và họ thực hiện những công việc mà
Sai chặt với ý muốn của ngài sao ông cầu xin ngài giúp đỡ đất nước Hoa Kỳ sao ông con cầu nguyện để tất cả anh chị em con sao là những người Chúa đặt để đó sao chúng con sẽ là những con người ảnh hưởng ở đó sao chúng con sẽ đem sự biến chuyển đến đất nước Hoa Kỳ sao để phục hưng nước Hoa Kỳ sao chắc chắn là sự gọi là họ đất nước Hoa Kỳ sao các hội thánh của Chúa sao luôn mong muốn sự phục hưng sao ông và ông con đã đem đến sự phục hưng đến sao ô chúng con đã gọi là chuẩn bị sao để có được cái sự phục hưng mạnh mẽ được phát ra ở Hoa Kỳ xa từ tiểu bang Houston, Texas và toàn bộ các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ xa. Con cảm ngài rất nhiều số con, con dân ở Hoa Kỳ lên cho ngài cho con nguyện cho Udena sẽ là đất nước mà ông ngài đã sử dụng để rồi ở nơi đó sao Udena sẽ trở thành cái nôi của thiên lành nước trời sao ở đó sao con họ gọi là con nguyện để rồi các hội thánh ở đó sao họ phải đào phục trước ngài sao họ phải vâng phục người cha thuộc linh của mình sao họ phải dâng mình sao ở trong cái sự mà làm con sao để họ họ biết được người cha của mình sao biết được cái người mà sinh họ ra trong thiên lành nước trời sao họ biết được cái lẽ thật mà Chúa ban cho họ qua người cha thuộc linh qua sứ đồ sinh đây sao để rồi họ sống đúng với cái sứ mạng của đất nước quốc gia họ sao để rồi họ được phước cho vì một khi mà ông con sống đúng với sứ mạng của mình sao sống đúng với sự kêu gọi của ngài sao thì ngài sẽ đưa ông con một cách trời rộng vào trong nước của ngài sao nên con nguyện sao dân tộc Urina sẽ chắc chắn nhận lấy họ sẽ nhận được cái sự sứ mạng của ngài sao và họ sẽ được ngài đưa một cách trời rộng vào trong nước trời sao đó là Urina sẽ được xây dựng lại bởi các giá trị nước trời sao con nguyện sự phán xét của ngài đổ xuống nơi đó sao rồi làm tan tất cả những cái sự gian ác của tôn giáo của già tất cả những lĩnh vực trong dân tộc Urina sẽ làm tan vỡ tất cả tấm lòng của người nơi đó sao để rồi họ khát khao mong muốn họ yêu mến Chúa sao cầu nguyện rồi sẽ xét mà đổ xuống trên các đội quân của Nga sao để đầu như lời ngài đã phán sao ô khi mà vua gọi là cái gậy cái roi mà Chúa sử dụng để đánh dân của ngài đã sao mà nổi lên nghịch cùng chính đấng cầm roi sao họ khoe sự khôn ngoan của riêng mình sao thì chính họ sẽ bị Chúa trách phạt cho và chính họ sẽ bị Chúa làm cho không còn gọi là một cái kẻ mặc sức nào hay sao tất cả những cái mà họ khoe là mặc sức sẽ trở nên yếu mỏng sao và sẽ bị diệt hay sao và những đứa con trẻ có thể đếm ở trên cánh tay của nó sao ôi xin ngài giúp đỡ để rồi hướng dẫn và rồi cái sự phán xét mà đến trên đầu quân Nga sao để họ họ tất cả những con người nơi đó sao nếu mà họ vượt qua tất cả những cái sự cho phép của ngài sao thì xin họ sẽ bị Chúa hình hình rồi là có thể ô thể xác họ bị đỡ đỡ cho những vùng nguyện linh hồn của họ sao họ được Chúa cứu sao để trong những cái hoàn cảnh cuối cùng trong đời sống họ sao và nhận biết Chúa sao ăn năn để sống của mình sao nhận được sự phục sinh của ngài trong những ngày mà Chúa trở lại sao ô cả ngày rất nhiều sơ câu cầu nguyện để ngài đập nát bẻ gãy tất cả những cái sừng của hệ thống Babylon tôn giáo ở Nga sao nhất là ông Babylon mà cộng sản phát xít Nga sao ông chặt nát hết tất cả những cái sừng của nó sao nhất là cái sừng mà gọi là cái sừng mà các liên minh của nó sao ông nó đang liên minh lại với Nga với Trung Quốc chào với Iran Iraq chơi và các quốc gia Hồi giáo sao cầu nguyện rồi cái sự liên minh của họ sao sẽ khiến cho họ nhóm lại một chỗ và chào và ngài sẽ hủy diệt hay chơi trong sự hủy diệt ngoài ngài hủy diệt cộng sản phát xít Nga sao hủy diệt cộng sản phát cộng sản Trung Quốc chơi cộng sản Triều Tiên sao cộng sản Việt Nam sao đập nát tất cả những cái nhà nước Hồi giáo sao rồi gọi là cái sự gian ác của các thể chế tan rã hết sao và người dân được nhận lấy cái sự tự do của ngài sao con cảm ngài nhiều số con ôn dân tất cả anh chị em con nhìn sang ngài sao con nguyện cho các tất cả quốc gia dân tộc chơi rồi ở nơi đó sao cái sự gọi là sự họ sẽ nhận được gọi là cái sự dạy dỗ về người cha sao để đầu tất cả quốc gia dân tộc sao họ sẽ không còn bị đuổi xả bởi cái sự mất người gọi là mất cái tình cha nữa sao họ sẽ nhận được sự báo ơn của ngài sao tìm kiếm sứ mạng của mình sao con cảm ngài rất nhiều sao và con chúc phước tất cả anh chị em con sao con cầu nguyện danh Chúa Jesus Amen. Amen, cảm tạ Chúa. Nó ở đây rồi. Amen, cảm tạ Chúa. Dạ, cảm tạ Chúa. Chung. Amen. Hầu lại Cha kính yêu, chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con đến với Cha với tấm lòng biết ơn. Chúng con biết ơn Ngài
bởi sự ban cho của Ngài đầy dẫy trên anh chị em chúng con, sự dạy dỗ của Ngài để chúng con được trưởng thành, chúng con được lớn lên. Chúa ơi, chúng con mỗi ngày nhận biết ý Ngài. Chúa ơi, qua đời sống của chúng con, qua sự rèn luyện tập tành để chúng con được làm con, thì chúng con để mỗi ngày chúng con biết bưng phục Ngài trong mọi sự, Chúa ạ. Vào các việc làm của chúng con khá nhận biết Ngài, thì Ngài chỉ cho chúng con các nẻo. Chúa ơi, càng Ngài chỉ cho chúng con đường lối của Ngài, đường lối của Ngài được ngay thẳng, để chúng con không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi, không còn lo âu. Chúng con phải biết tin tưởng và trông cậy vào Ngài trong mọi sự, Chúa ạ. Chúng con phải biết kính sợ Ngài. Ồ, kính sợ Ngài thì làm cho lòng của chúng con được trong sạch, Chúa ơi, trong sạch cho đến hằng ngày đời đời chúng con, Chúa ạ, cho đến con cháu của chúng con, Chúa ơi. Ôi, đó là mạng lệnh của Ngài, mạng lệnh của Ngài là chân thật. Ôi, thầy đều là công bình cả, Chúa ạ. Ôi, chúng con phải đi theo sự công bình của Ngài, sự thánh sạch của Ngài, sự yêu thương của Ngài, Chúa ơi, để mỗi ngày tình yêu của Ngài tràn ngập trên anh chị em chúng con, để chúng con chỉ biết yêu, chúng biết yêu, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa, yêu tất cả mọi người, Chúa, yêu Chúa, yêu người, yêu anh chị em chúng con, Chúa ơi. Cũng cảm ơn Chúa, yêu những người mà ghét chúng con nữa, Chúa ạ. Đó là mạng lệnh của Ngài. Ồ, để chúng con biết vâng phục Ngài trong mọi sự, Chúa. Ôi, chúng con hãy vui mừng luôn mãi, cầu nguyện không ngừng, cảm tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, Chúa ạ. Đó là Ngài muốn chúng con trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con thật là quý giá trước mặt Ngài, để Ngài mỗi ngày yêu thương chúng con, để qua sự đời sống của chúng con, qua sự dâng mình, dâng đời sống của chúng con cho Ngài. Chúng con dâng tất cả những điều mà chúng con có, những chúng con phải dâng trọn lòng của chúng con, Chúa ạ. Lòng của chúng con phải trong sạch, những tốt lành chúng con dâng cho Ngài, những tốt lành của chúng con, Chúa ạ. Không phải những dư thừa, những cái mà cầu bầu lầm bầm, khó khăn hay than van, Chúa ạ. Chúng con phải dâng cho Ngài, cái đời sống của chúng con, dâng cho Ngài thân thể của chúng con làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ngài, Chúa ơi. Đó là cách thờ phượng của chúng con. Ôi, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Ôi, chúng con không có rập theo những đời này, Chúa ạ. Chúng con phải cải biến trí của chúng con, để tâm trí của chúng con tập trung vào Ngài, thì Ngài chỉ cho chúng con đường lối của Ngài, Chúa ơi, dạy dỗ cho chúng con và rèn luyện cho chúng con, để chúng con được trưởng thành, chúng con nhận biết ý Ngài nhiều hơn. Chúng con phải sát gần bên Ngài qua sự cầu nguyện mỗi ngày đắc thắng của chúng con, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa, khi chúng con gần sát bên Ngài thì ma quỷ nó sẽ tránh xa chúng con, Chúa ạ. Rồi không có điều chi sẽ chúng con có Ngài, chúng con vượt qua mọi sự, Chúa ơi. Chúng con được Ngài cho chúng con có sức mạnh để chúng con vững bước đi theo Ngài mỗi ngày, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ, đất nước mà chúng con đang sinh sống đây, là đất nước mà Chúa đặt để nền tảng lời của Ngài trên đất nước Hoa Kỳ này, Chúa ạ. Ôi, xin Chúa nhật trong danh với Chúa Jesus Christ, chúng con gọi cơn thịnh nộ của Ngài, lửa của Ngài đổ xuống tất cả, làm sạch tất cả những con người gian ác ở trên đất nước Hoa Kỳ này, Chúa ạ. Ôi, những luật pháp mà là họ đã đưa ra, tự do đồng tình luyến ái, tự do phá thai, tự do súng ống, tự do mua súng ống, mang súng trong mình, tất đó là cái tệ nạn thì xã hội ngày nay, Chúa ơi. Chúng con trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con đập nát tất cả những tư tưởng của họ, để họ biết sám hối, từ bỏ tất cả những cái luật pháp tự do ở trên nước Mỹ này. Chúng con đập nát hết tất cả những cái luật pháp mà họ đã được mang súng, Chúa ạ. Chúng con đập nát hết tất cả những thứ đó, để không có sự bạo động ở trên đất nước Hoa Kỳ này, Chúa ơi. Ôi, tất cả những cái điều đó đều là của con cái Babylon đã gây ra, Chúa ạ. Chúng con đập nát hết tất cả những con đã dâm phụ đó đã đưa ra cái luật pháp đó cho con người, để họ tự do mang súng và tự do giết người. Ô, rất là con cầu nguyện và đập nát tất cả những thứ đó, để họ biết ăn năn sám hối, trở về cùng Ngài, rồi để họ biết biết sống và yêu thương Ngài, tình yêu của Ngài đổ đầy trên họ, để họ biết yêu yêu những con người, những giá trị con người mà Chúa đã tạo dựng lên ở trên đất nước Hoa Kỳ này, tất cả những khắp nơi nữa, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm.
Ôi, Chúa đã ban cho chúng con quyền hành này để chúng con ra đi để đập phá tất cả những hủy diệt tất cả những con cái Babylon đang cứ vận hành trên đất nước Hoa Kỳ này Chúa ạ. Chúng con cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho những con người đang bị tệ nạn này rồi họ phải biết sớm quay về cùng Ngài, biết kính sợ Ngài. Ồ, kính sợ Ngài thì họ mới nhận biết Ngài và họ sự khôn có sự khôn ngoan và nhận biết lẽ thật của Ngài và trở về. Chúa ạ, chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con dâng lên trọn đời sống của chúng con cho Ngài để mỗi ngày Chúa rèn luyện bản thân của chúng con, rèn luyện linh hồn, tâm linh linh hồn thể xác của chúng con như trong sự trật tự của Ngài Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con phải làm việc với linh hồn của chúng con để linh hồn của chúng con mỗi ngày được sát gần bên Ngài, thì Ngài chỉ cho chúng con những đường lối của Ngài để chúng con không còn đi sai chật nữa Chúa ạ. Chúng con đi trong sự trật tự của Ngài, trật tự trong giá trị vương quốc của Ngài ở trên mảnh đất lòng của chúng con Chúa ạ. Chúng con phải làm chổi vương quốc của Ngài lên trong cái đời sống của chúng con để vương quốc của Ngài được lan rộng ra trên đất nước Hoa Kỳ này, trên tất cả khắp thế giới này Chúa ạ. Qua những cái truyền thông, qua những video mà chúng con đã phát ra, ôi tất cả những con người nhận biết những cái lời mà chúng con đã đưa ra, những sự mà chúng con bày tỏ Chúa ra trong cho những cái video, những buổi thờ phượng, những lời cùng những buổi cầu nguyện, ôi tất cả con tin rằng sẽ đánh động chạm đến những con người đang còn ngủ mê, đang còn say mê những cái tôn giáo, những cái mà giáo lý giáo điều của con người làm cho họ ngủ mê Chúa ạ. Chúng con phải cho họ tỉnh thức lại, mở mắt cho họ, mở tai cho họ để họ biết nhìn thấy Ngài và lắng nghe lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Chúng con yêu Ngài, yêu anh chị em chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Tạ Chúa. Nhất Chúa. Amen. Cô Hương cầu cầu nguyện trước đi, cô Chi ra ngoài xe. Dạ. Lạy Cha kính yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha vì tình yêu lớn lao mà Ngài đã dành cho chúng con. Ngài đã dâng mình cho chúng con, Ngài dâng Chúa Giêsu cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Chúa đã chọn chúng con, Chúa đã tôn kính chúng con, Chúa đã tín nhiệm chúng con. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều. Đời sống còn lại của chúng con nhìn thấy những điều cao cả và đỉnh cao tình yêu thương mà Ngài đã cho chúng con, để cho chúng con biết dâng mình hoàn toàn biệt riêng cho Ngài trong sự tôn kính và chỉ dành cho Ngài mà thôi. Và chúng con cũng biết quy tắc Chúa Giêsu là ngôi lời, Ngài đã trở nên xác phàm và Ngài làm công việc của Ngài qua con người, trong con người và trên con người, để cho chúng con biết được tất cả những việc mà Ngài tỏ bày cho chúng con, để chúng con cũng nhìn thấy những công việc Ngài chỉ định cho chúng con, để chúng con cũng dâng mình vào những công việc của Ngài. Và chúng con cũng dâng mình. Hôm nay chúng con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con. Chúng con tin chắc rằng đất nước Việt Nam của chúng con có một Việt Nam mới. Và chúng con cũng dâng mình cho đất nước Việt Nam của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Tất cả những sự bày tỏ của Ngài, khải tượng của Ngài, Ngài đã đặt để cho hội thánh chúng con, cho đội quân đặc nhiệm của chúng con, để chúng con thực hiện trong tình yêu thương, yêu điều Chúa yêu, ghét điều Chúa ghét. Chúng con ghét sự gian ác ở trên đất nước Việt Nam của chúng con, trên đất nước Israel, thuộc thể mà Chúa đã mời gọi chúng con là những người Israel thiêng liêng, mà Chúa đã trả giá cho chúng con để chúng con đứng ở một vị trí cao với Sion của Ngài. Biết bao nhiêu những điều cao trọng mà Ngài đã làm cho chúng con, để cho chúng con biết dâng mình. Và khi chúng con dâng đời sống của chúng con lên làm của lễ, thì lời cầu nguyện của chúng con cầu thay nguyện giúp cho dân tộc Việt Nam,
cho dân Israel cũng như đất nước mà chúng con đang sống, là đất nước Hoa Kỳ trong lỗi. Chúng con đưa lòng đức tin, chúng con đưa tất cả cái sự lộn xộn đó chúc vào sự trật tự của Ngài ở chúng con. Cảm tạ Chúa cho chúng con có thẩm quyền, bởi vì Ngài đã sinh lại chúng con và linh hồn của chúng con được cứu sống trong thân thể này để là khí cụ cho Ngài, biệt riêng cho Ngài, để chúng con phá đổ nhổ hủy diệt những điều xấu xa từ nơi ma quỷ và Babylon ra khỏi đất nước Hoa Kỳ, ra khỏi dân tộc Việt Nam của chúng con, ra khỏi dân tộc Israel, để chúng con cùng với Đức Thánh Linh trồng và dựng nên những điều tốt đẹp, những giá trị nước trời để ở trong vương quốc của Ngài. Chúa ạ, chúng con tin rằng thần mạnh sức của Ngài trợ giúp chúng con, đời sống của con trông cậy Chúa, tin vào Ngài, tin tưởng vào Ngài tuyệt đối, tin vào danh của Ngài và lời của Ngài. Và bởi vì chỉ trong danh của Ngài, lời của Ngài ở trong chúng con, đó là bản chất của Chúa ở trong chúng con. Và chúng con đã có công nghệ làm người mỗi ngày để chúng con biết làm việc với linh hồn của chúng con trong sự thông hiểu Ngài, để chúng con yêu Chúa nhiều. Chúa ạ, chúng con yêu yêu Ngài hết tấm lòng của chúng con, hết linh hồn của chúng con, hết sức lực của chúng con, Chúa, để chúng con hầu việc Ngài, dâng mình vào những công việc mà Ngài chỉ định cho chúng con. Và Ngài ban cho chúng con một năng lượng để chúng con bày tỏ Ngài. Mỗi ngày đây, Chúa đang tập thành cho chúng con đi vào sự trật tự, kỷ luật, để chúng con tập trung vào những điều cao trọng mà Ngài tỏ bày cho chúng con trong sự học hành, trong sự nhận biết Chúa, để đời sống của chúng con hình dung Chúa lớn lao dường bao, để chúng con công bố ra, chúng con biết được chỗ đứng của chúng con, để chúng con công bố trong sự thẩm quyền, chúng con biết bóc tách ra sự sang hèn, để Ngài đặt lời của Ngài trong môi miệng của chúng con, để cho chúng con hành động những công việc, hành động những công việc mà Ngài sai phái cho chúng con, Chúa ạ. Và chúng con cũng nói lời cao trọng của Ngài đặt trên đời môi miệng của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì tình yêu lớn lao của Ngài cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa đã không tiếc chính con mình, nhưng Chúa đã ban hết thảy mà phó người con ấy cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều, để khi chúng con biết được giá trị làm con người, chúng con dâng mình hoàn toàn cho Ngài. Chúa ơi, con người là gì? Con người là chi mà Chúa đã nhớ đến và Chúa thăm viếng chúng con? Chúa ạ, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con biết được chỗ đứng của chúng con chỉ kém Chúa một chút thôi. Và Chúa đã đổi sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc do tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân con người. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời hàng sống. Ngài đã trở nên xác phàm, trở nên con người, và Ngài đã cho chúng con chung phần với Ngài, chung phần vào bản tính của Ngài. Thật là tuyệt diệu thay, Chúa ạ. Chúa đã làm chúng con giống hình ảnh của Chúa để chúng con quản trị tất cả những tạo vật mà Chúa dựng nên. Chúng con cảm tạ Chúa. Mỗi ngày đời sống của chúng con sống, chúng con biết giá trị của chúng con lớn dường bao. Chính vì vậy, chúng con sẽ nỗ lực và dâng mình để nhận biết Ngài, nhận biết một đấng đã tạo dựng nên chúng con, tạo dựng nên cả cõi sáng tạo này, để cho chúng con cai quản cùng với Ngài. Và qua chúng con cũng cùng với Chúa để tạo dựng trời mới, đất mới và dựng nên những con người
nửa chuôi giống theo hình ảnh của Ngài. Thật là tuyệt vời khi chúng con nhận biết lẽ thật này. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Lạy Chúa Amen. Giáo yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha sự bình an của Ngài. Nó tuôn đổ cho những ai yêu mến Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng con. Ngài yêu thế gian đến nỗi Ngài ban con của Ngài. Con yêu dấu của Ngài đến thế gian để chết cho chúng con. Giờ đây, chính Chúa Giêsu, Ngài đã đến thế gian hoàn tất công việc mà chính Cha, Ngài Cha phó cho Chúa Giêsu để hoàn tất công việc đó. Giờ đây chúng con ở trên mảnh đất này, chúng con cũng nhìn theo những gì Chúa Giêsu làm, vâng theo những gì Chúa Giêsu vâng lời Cha như thế nào, qua tình Cha con đó chúng con học hỏi nhận biết để tập tành làm theo. Chúa ơi, ngày nay chúng con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con, đất nước cơ quan chúng con, đất nước Hoa Kỳ, ngày cho chúng con được tự do trong sự thờ phượng, tự do trong sự yêu mến. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng cầu nguyện trang trải chúng con để xem Chúa đã đặt lời của Ngài nuôi anh cả chúng con, Ngài yêu anh cả chúng con như thế nào. Giờ đây con cầu nguyện cho anh cả chúng con mỗi ngày qua lời của Ngài ăn năn sám hối, trở về với lời lẽ thật của Ngài để xây lại tất cả những điều Ngài dạy dỗ từ ngàn xưa. Mình nhớ đến những việc Ngài làm cho anh cả chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa đã yêu thương anh chị em chúng con qua lời dạy dỗ của Ngài, để mỗi phút chúng con được và ân điển chúng con có đều là Ngài ban phát dư dật cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúa đã tạo dựng nên chúng con chỉ kém Ngài một tí mà thôi, để chúng con được sự vinh hiển. Tất cả chúng con đem sự vinh hiển đó dâng cho Ngài, bởi vì Ngài tạo dựng chúng con. Cảm ơn Chúa, Ngài yêu anh chị em chúng con qua sự dạy dỗ này, để chúng con luôn biết dâng mình làm của lễ sống và thánh cho Ngài mỗi ngày. Nhưng thân thể này của chúng con, để chúng con thờ phượng Ngài một cách phải lẽ qua đời sống và nguyện này. Chúng con kiên trì bền bỉ để Chúa sửa dạy qua người Cha phục linh của chúng con, để chúng con yêu Ngài mỗi ngày. Chỉ có chúng con yêu Ngài, đúng Ngài hết lòng hết sức hết trí khôn của chúng con, yêu anh em của chúng con, để chúng con làm tất cả mọi việc mà Ngài bày tỏ chúng con để hoàn tất tất cả mọi việc, vì chính Chúa Giêsu Ngài đã hoàn tất vậy. Cảm ơn Chúa đã ban thần của Ngài, thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần hiểu biết, thần giao con, thần mạnh sức, thần kính sợ Ngài mỗi ngày dạy dỗ chúng con, thần thiêu đốt của Ngài nữa dạy dỗ chúng con, thiêu đốt tất cả những con người xấu xa, những con người cũ nơi chúng con, để chúng con hoàn toàn mới trong Ngài, trong sự sống thánh khiết. Con cảm ơn Chúa qua nghệ thuật bóc tách con người cũ, con người mới đó, Chúa làm cho chúng con mỗi ngày vững mạnh hơn. Để mỗi khi chúng con làm sai điều gì, chúng con được thần của Ngài bày tỏ để chúng con sửa sai những điều chúng con làm. Mình cảm ơn Chúa cho chúng con được điều đó. Con cũng tin rằng Chúa cũng ngày thời kỳ sau gốc này, Ngài cũng dùng anh chị em chúng con, dùng mọi công việc chúng con làm, dùng mọi các kênh YouTube, Facebook để lan truyền lời của Ngài. Xin Chúa cho mở tai mở mắt cho những người nghe được nhận biết. Khi họ nhận biết được sự thật thì họ sẽ được giải thoát. Chúa, cảm ơn Chúa khi chúng con làm mọi điều theo ý của Ngài, làm đẹp lòng Ngài, vì chúng con lợi dụng anh chị em chúng con làm muối của đất, là ánh sáng của thế gian, cho chúng con đem ánh sáng này lan tỏa khắp nơi qua những kênh truyền thông Ngài đã cho chúng con trong kỳ thời kỳ sau rốt này để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Con cảm ơn Chúa cho anh chị em chúng con luôn
cùng đồng tâm nhất trí với nhau để làm mọi công việc với niềm hy vọng, với lòng hăng say làm việc vì nước trời, làm việc vì vương quốc của Ngài. Con dâng ngày mới xin Chúa qua thần của Ngài, để mỗi ngày làm cho chúng con mạnh mẽ hơn. Chúng con yêu mọi điều Chúa yêu, ghét mọi điều Chúa ghét. Con cảm ơn Chúa, xin Mẹ bổ sức cho người cha thật tình như chúng con, từng anh chị em chúng con, cất tất cả mọi sự bệnh hoạn đi trong mỗi anh chị em chúng con, để chúng con có sức khỏe làm mọi công việc đi theo ý muốn của Ngài, làm đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ lời khen cha, chúng con cầu nguyện dành cho cha chúng con và chúng mình. Amen. 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 Hallelujah. Dạ, con này được không anh chị? Hay là một sự. Dạ. Hallelujah. Chắc rất nhiều. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Nên lời nhận lời tất cả mọi người con cho. Con biết rằng lời cầu nguyện của các anh của ngài đã có linh nghiệm cho để cầu nguyện chúng con có đồng tin là lớn thế nào cho để cầu nguyện của đạo bị đặc nhiệm ngài lớn thế nào để cầu nguyện của DNA của Chúa để cầu nguyện của sự thương xót Thiên Chúa để cầu nguyện dòng chảy mới của Chúa để cầu nguyện của hoàng hậu sủng ái của ngài cho để cầu nguyện của những người mà ngài đẹp lòng ngài những người mà ngài ban cho quyền phép để quản trị và phân phát sự mầu nhiệm lẽ thật thiên đàng của sự mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng Chúa là linh nghiệm thiên đàng Chúa ạ tạ ơn Chúa của người dùng chúng con của bản thân cầu nguyện thân này xin ngài chúng con Chúa ơi trong danh Jesus Hallelujah Sakada Barabudu và lời của ngài qua mũi chúng con chạy rất mau Chúa ạ tạ ơn Chúa vì ngài dùng chúng con như môi miệng của ngài Chúa ạ khi ban chúng con quyền phép để bóc tách nghệ thuật bóc tách điều sang khỏi điều hèn Chúa ơi và trời môi miệng của ngài tạ ơn Chúa vì ngài cho chúng con đút vào vòng tay của Chúa dựng tâm trời lên đất Chúa dựng bên con người theo hình bất tượng của ngài để cải chính muôn luật tạ ơn Chúa vì ngài gọi chúng con để cải tạo hội thánh toàn cầu của ngài Chúa để làm cuộc phấn hưng tới phục hưng của toàn cầu của ngài đi lấy sự sống của Chúa vào trong tất thảy hội thánh trên thế gian này Chúa để từ sự dạy dỗ mà qua chúng con đó Chúa ơi từ dòng sông sự sống đó qua chúng con đó sẽ phục hồi lại tất cả hội thánh và phục hồi từng con người là nhân tố của tất cả các chế độ của các xã hội Chúa và phục hồi lại tất cả quốc gia của đặc biệt quốc gia Hoa Kỳ mà chúng con đang sống ở đây Chúa quốc gia Việt Nam sẽ cả đảm bảo chúng con đang sinh sống nơi đây trong danh Chúa Jesus Christ Akadabadru quốc gia Israel thuộc thể của Israel thuộc linh là Ukraine Chúa mà chúng con đang cầu nguyện cho cả đã để tất cả mọi người đó với lời cầu nguyện này Chúa và được tỉnh thức và trong những ngày chúng ta thăm viếng Chúa thì họ sẽ tìm kiếm tất cả các thước phim của chúng con họ tìm kiếm tất cả cái bài giảng của chúng con họ tìm kiếm tất cả sự cầu nguyện của chúng con họ tìm kiếm tất cả sự chia sẻ của chúng con sự tương tác Chúa này Chúa để sống đặc biệt trong đại nạn Chúa để qua đó 144.000 người Israel cùng hai chi phái đó sẽ được cứu nhờ sự dạy dỗ của hội thánh sự tử Thiên Chúa này như sự dạy dỗ của dòng chảy mới cuối cùng của Chúa đây để chuẩn bị cho Chúa sân sẵn lòng cho để dọn đường cho Chúa Giêsu tái lâm lần thứ hai Chúa ơi trong danh Chúa Jesus Christ trong danh Chúa Chúa ơi còn bao phủ chúng con bao phủ tất cả quốc gia Hoa Kỳ quốc gia Việt Nam trong bao phủ Ukraine, trong bao phủ Israel, đó trong lòng chúng con đây Chúa, để chúng con sinh hạ ra họ Chúa ơi, trong danh Jesus Christ, đó xa chúng con, nhận họ làm con Chúa, như Chúa Trời đã nhận chúng con làm con, thế nào, Chúa Giêsu đã nhận chúng con làm con thế nào Chúa, thì chúng con cũng nhận các quốc gia đó, nhận các dân tộc đó, làm con thể đấy Chúa, để mang thai về quốc gia Chúa, mang thai cái dân tộc, đó xa Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài, cho chúng con công nghệ mang thai Chúa, để chúng con biết nuôi dưỡng thai nhi đó Chúa, để chúng con biết tiếp nhận hạt giống của Chúa Trời về các dân các nước Chúa ô là sẽ cả và nuôi dưỡng các thai nhi đó Chúa để chuẩn bị được kế hoạch để sinh ra các thai nhi đó trong đi lành vương quốc của Ngài Chúa trong danh Jesus Christ ô là sẽ được thay đổi hoàn toàn tâm tư thay đổi hoàn toàn tư duy của các dân tộc quốc gia đó Chúa ơi Hallelujah. Ô là sẽ chưa để sinh ra cho Chúa những quốc gia hoàn toàn khác nhau Chúa khác khác với tất cả điều gì mà trước đây có trên thế giới Chúa ơi để những
quốc gia, những dân tộc Hoa Kỳ, dân tộc Ukraine, dân tộc Việt Nam, dân tộc Israel chưa được sinh hạ, và chúng con nói cho hoàn toàn khác với trước đây chưa. Một dân tộc mà ngài đấy là vui lòng, một dân tộc mà ngài gọi là dân tộc thánh của Chúa, mà đến cái trái đầu mùa của ngài, thánh thì cả cánh đồng đều thánh cả Chúa ơi, trong danh Jesus Christ lạy Chúa. Ô là sẽ chỉ cả là chúng con sinh cả quốc gia ra chưa ạ. Ô là sẽ nếu không ai, không hội thánh nào dám nhận trách nhiệm về sinh quốc gia ra chưa ạ, thì chúng con là người nhận trách nhiệm để sinh hạ của quốc gia này chưa ạ. Ô và chúng con đã nhận trách nhiệm rồi, và chúng con đã mang thai về quốc gia đó chưa ạ. Ô là sẽ cả là một khi sinh quốc gia đó trong tinh thần vương quốc của Chúa, ô sinh lại tất cả các thế giới tâm linh, sinh lại các hội thánh cho, sinh lại nền thần học, sinh lại nền chính trị, sinh lại nền kinh tế, sinh lại nền văn hóa, sinh lại nghệ thuật, sinh lại khoa học, sinh lại giáo dục, sinh lại thể thao, sinh lại quốc phòng, sinh lại quân sự, ô là cả sinh lại truyền thông, ô là sinh lại văn hóa, sinh lại nghệ thuật cho, sinh lại giải trí, sinh lại tất cả các lưu xã hội, ô trong đời sống của quốc gia đó cho, sinh lại tất cả đàn ông, đàn bà, già trẻ, đàn bé cho ạ. Ô vì lời Chúa cho môi miệng chúng con để phá, để đổ, để nhổ, để diệt cho ạ tất thể những hệ thống giá trị bẩn thỉu u uế mà quốc gia đó đã phạm phải khi tin lành được giáo giảng cách lệch lạc ở quốc gia đó chưa ạ. Chưa và dân có dân Chúa không nhận trách nhiệm của quốc gia, rồi chỉ lo tưởng đến mình, lo tưởng giáo hội của mình, mà không nhận trách nhiệm về cơ quốc gia để sinh lại trong tin lành vương quốc. Khi nói về quốc vương quốc của Chúa Trời nhưng không hề biết được vương quốc Chúa là cái gì chưa ạ. Khi nói về tin lành của Chúa Trời nhưng không biết được tin lành là cái gì cả Chúa ơi. Và như chúng con nhận trách nhiệm đó bởi vì chính Ngài Chúa ơi, chính Ngài đặt để cái sự gánh nặng đó cho chúng con, chính Ngài đã đặt hạt giống cho chúng con để chúng con mang thai trong nghệ thuật ái ân với Ngài Chúa ơi, để sinh quốc gia đó ra. Ôi chúng con mang thai về chính trị, mang thai về các chính trị gia, mang thai về các tổng thống, mang thai các thủ tướng, mang thai ô là sẽ về các bộ trưởng, mang thai về thứ trưởng, mang thai về tất cả quan chức cao cấp trong các ngành lập pháp, tư pháp, hành pháp của Hoa Kỳ, ô là sẽ cả của Việt Nam, của Ukraine, của Israel chưa, chuẩn mang thai về tất cả các nghị viên, chuẩn mang thai cả về từng người đàn ông, đàn bà, già trẻ, lớn bé cho về lời chúa miệng chúng con để phá, để đổ, để nhổ, để diệt, để trong đôi cho người phụ nữ con để hủy phá đàn ông, đàn bà, già trẻ, trai trẻ, đông chính cái chăn nó bầy nó, cái ruộng đồ bỏ nó cho và tan các con cai trị các con đấy hình đó chơi, và tan nghĩa ngựa xe cái xe, và tan rồi chúng nó đó để đặt thể những đồ lũy thuộc linh mà ma quỷ và Babylon đã xây dựng bao năm nay, con thú bảy đầu mười sừng, đã sạch cả đã vào con tâm phụ đó là đẻ ra cho nó bao năm nay thì đều bị hủy diệt hết trong danh Jesus Christ, để chúng mọc ra khỏi các quốc gia dân tộc Hoa Kỳ, Việt Nam, Ukraine, Israel, dân của Ngài cho mọc ra và sinh hạ ra. Ô là sao và dựng trong lại ô là sao cả vào trong đất mà Chúa đã gửi đến Chúa ạ, trong danh với số Shaka đã bắt đầu như bề en sĩ cả đã bắt đầu sĩ en sĩ cả đã bắt đầu như sĩ en sĩ cả en sĩ cả đã bắt đầu cả đủ như sĩ en sĩ cả đã bắt đầu như sĩ en chưa được của bộ Chúa chúng sinh lại tất cả thông phụ chúng sinh các giáo hoàng Chúa chúng sinh lại các sứ đồ các tiên tri các thầy giảng các giáo sư các mục sư chúng sinh lại các chấp sự các chăn bày các trưởng lão chúng sinh lại các hồng y các cha đạo các linh mục Chúa chúng sinh lại chúng vương quốc ngài Chúa chúng yêu họ cho họ là cái thai chúng con Chúa ơi, ô là sắc cả làm bảo là chúa sinh lại cho tình hình vương quốc ngài, ô lại chúa tạm chúa hạt giống của ngài thật mạnh cho ạ, vì chúng con vốn là con đầu lòng của ngài Chúa ơi, nên trong con đầu lòng của ngài có sức mạnh, có giống của người cha cho ạ, mọi sức mạnh, mọi tinh hoa người cha để ở con đầu lòng, ô và chúng con là con đầu lòng của ngài, chúng con là hội thánh của các con trưởng của ngài trên tầng trời Chúa ơi, Shaka da ba la lu, enzi le burukurasi chira ba la ba tạ ơn Chúa về này là cầu nguyện, cầu nguyện chúng nguyện chúng con để hủy phá đổ nhổ diệt hết tất thảy mọi cặn bã mọi gốc rễ cái nền văn hóa bẩn thỉu ô uế của Babylon tất thảy là đồng tính điều này tất thảy là nghiện ngập mà tí xí ke bia rượu tất thảy một loại tôn giáo tất thảy loại tôn giáo tất thảy mọi loại tôn giáo chả cả đạo tất thảy một loại thần học dơ dày tất thảy loại thần học giả dối chả cả đạo đã bị đập tan hết trong danh Chúa Jesus tất thảy giáo lý của nó bị đốt sạch chưa như người ta đã lôi tất cả các giáo lý bẩn thỉu thần học giả dối để đốt ở thời công vụ sư đạo giáo và chúng con lôi hết tất cả giáo lý ra để đốt đốt trong lửa thạch nổi trên trời và sai thiên sứ của Chúa trổi huy diệt của ngài quét sạch tất cả sự giáo lý dân giáo đó ra khỏi giáo hội trên trời ra khỏi của thánh tin lành kháng cách tin lành công giáo tin lành chính thống ra khỏi tất cả các hệ phái của kháng cách ra khỏi các dòng tù trong danh với squish ra khỏi đời sống lãnh đạo nhân danh với squish akaraba chúng con dùng
quyền năng của Chúa Trời, quyền phép tối thượng này trên chúng con đây, để chuẩn diệt tất thầy các đồn lũy thủ đình đó, chuẩn diệt tất thầy các trường học thần học giả dối đó, cho chuẩn diệt tất thầy giáo lý bậy bạ đó, chuẩn diệt tất thầy các tin lành giả hiệu đó, cho chuẩn diệt tất thầy các lãnh đạo đó trong danh Jesus, cách chức mà lãnh đạo, cách chức mà lãnh đạo ra khỏi thầy tế lễ, cho bởi vì môi miệng của thầy tế lễ phải có sự thống biết, người ta tin về luật pháp đấy đó, cho nhưng môi miệng thầy tế lễ ngày nay toàn là sự giáo điều, toàn sự giả dối. Vì vậy chúng ta trước các thầy tế lễ đó, cách chức thầy tôn giáo đó, bởi vì họ không nhận biết lẽ thật, họ không nhận biết sự hiểu biết, thì Đức Chúa Trời sẽ chuẩn họ ra khỏi chức thầy tế lễ, không cho họ làm thầy tế lễ cho ngày nữa. Chúa ơi, vì dân chùa đó bị diệt vì cơ thiếu sự thông biết. Chúa ơi, họ không sự thông biết trong tin lành vương quốc này, họ không sự thông biết, họ không sự thông biết trong việc truyền giao tin lành vương quốc này, chưa thì ngày cách chức họ ra khỏi đó. Chúa ơi, và trong danh Jesus Christ còn cách chức tất tài các quan chức của hội thánh đó ra khỏi các giáo phẩm đó, và trao tất tài các chức vụ đó cho những trẻ trẻ, cho những người mà đã thương ma quỷ và lời Chúa trong họ, cho tất cả những kẻ mà chỉ có gây mài ở trong trong giọt tin lành, thì con trẻ đó chỉ có lập mãi lại đó, tất cả những người mà chỉ mãi mê chuyện đuổi quỷ trừ tà, chuyện đánh nhau ma quỷ đó, tất cả tất cả người chỉ mãi mê chuyện nhận phước hạnh đó, Chúa, tất cả người mãi mê của con bé mọn đó, Chúa, thì Chúa chuột họ ra, chuẩn họ ra, cho để họ không còn nhận lãnh cái trách nhiệm đó, cho khi họ đã trưởng thành, cho khi họ đã thắng ma quỷ rồi, cho thì lời của Chúa thành lẽ thật, họ sống lẽ thật rồi, thì họ đã thắng ma quỷ, thì chúng con được trao lại cho họ cái áo của thánh tế lễ, áo của chính trị Chúa ạ, trong danh Jesus Christ. Và ở đây con cháu hết tất cả đây, con gom hết tất cả áo sống của thánh tế lễ của vương quốc này, Chúa sẽ cả đã và đi rửa để cất đi và chuẩn bị cho chúng sân giản long, chuẩn bị giấy lên 7.000 người trẻ quỳ gối chịu anh, cho chúng gọi hàng triệu người đó ở trong cơ nghiệp chúng con, ở trong các cửa mà chúng con đã đưa vào, cửa của châu Âu, cửa châu Á, cửa châu Phi, cửa châu Mỹ, cửa châu Úc. Chúa ơi, cả đặt tất cả cái chức vụ của hội thánh sứ đồ tiên tri thầy giảng giáo sư mục sư đó, cho có năm cái vòng cửa áo bê ta đó, chúng đưa hết vào trong áo bê ta của ngài, và trong lời cầu nguyện này chúng khuấy đảo thế tâm linh, khuấy đảo cả đặt vào đời sống của họ, cho khuấy đảo các quốc gia, khuấy đảo các dân tộc, khuấy đảo cho sinh lại tận tận con người đó, cho đồ để trao cho để nuôi dưỡng họ trong tin lành vương quốc của ngài, cho để nuôi họ bằng những thức ăn dinh dưỡng nhất, những lẽ thật màu nhiệm nhất, cho bởi những kỳ cuối này Chúa mong ước để dân Chúa lớn mạnh, Chúa mong ước để dân Chúa trưởng thành, cho để trở thành những người trẻ tuổi, để trở thành những người mà đã thắng ma quỷ rồi vì lời Chúa trong họ, cho để rồi họ sẽ trở thành thượng phụ, họ trở thành những tổ phụ, họ trở thành những bậc phụ lão, là đấng đặc biệt, là đấng có lúc ban đầu, cho là những người biết đấng của lúc ban đầu, cho biết được số phận tiền định của mình, biết và thiết kế mà Đức Chúa đã dựng nên cho mỗi con người, cho mỗi dân tộc đó. Chứ sáng thế Chúa ơi, trong danh với Squish, Chúa ơi, như thế ít nhất như thế Jacob đã đoạt được từ nơi tay Chúa, đã nhận từ nơi tay Chúa bản thiết kế tiền định đời sống của ông, cho để ông không còn Jacob nữa, bỗng trở thành Israel, cho và không những chỉ một con người Israel, cho mà ngày nay Chúa nhìn thấy cả dân tộc Israel đứng hàng đầu ở trong lĩnh vực, ở trong thế giới này, Chúa ơi, thì cũng vậy, tất cả những người Chúa đang nuôi dưỡng đó, dạy dỗ đó, Chúa ơi, thì trong thời gian ngắn thôi họ từ một con người tầm thường, Chúa ơi, nhưng họ trở một dân mạnh, chả cả đã để mà cái dân đó, cái dân ở trong nghệ thuật, cái dân trong kinh tế đó, cho cái dân trong chính trị đó, cái dân trong âm nhạc, trong hội họa đó, cái dân trong truyền thông, trong giải trí đó, cái dân trong khoa học, trong kỹ thuật, trong công nghệ đó, cho cái dân trong an ninh, trong quân sự, trong quốc phòng đó, cái dân trong chính quyền đó, cái dân trong văn hóa, trong thể thao đó, cho họ trở thành vua, 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 cho chúng con vua của một vua, vì ngài khai khao khát để hội thánh của ngài ôi chiếm lĩnh tất cả đỉnh cao, để xảy ra ngay sau đó núi của như là Đức Giáo sẽ lập vững trên cái núi cao thật mọi đồi, để một dân tộc thứ tiếng sẽ đổ vào đó, họ sẽ cùng nhau nói rằng chúng hãy đến nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp, vì luật pháp ra từ Sion, lời của Đức Chúa Trời ra từ sân xem, cho luật pháp ra từ hội thánh chúng con, luật pháp ra từ sự thờ xin Chúa, luật pháp khiến cho tất thần lòng tan chảy, luật pháp khiến cho tất thầy mà lãnh đạo hội thánh phải lắng tai mà nghe, ô luật xa vì Đức Chúa Trời ô ngài đã khiến chúng con ô là
giao ước cho dân ngoại chưa ạ? Ngài khiến chúng con đưa tất cả phần sót lại của Israel trở về với Ngài chưa ạ? Ngài khiến chúng con trở thành sự cứu rỗi Ngài đều cùng đợt Chúa ơi. Chà cả đáp rồi. Ô là chúng con ô là quan trưởng quan tướng cho quân dân chưa ạ? Chúng con ô là sự làm chứng của Ngài chưa ạ? Ngài và chúng con sẽ gọi những nước mà chúng con chưa hề biết cho chúng con gọi những dân chúng chưa hề biết và những nước những dân chưa hề biết chúng con sẽ cạnh tục chúng con vì Đức Chúa Trời đã vì hiện chúng con. Hallelujah, cảm tạ Chúa, rồi cảm tạ Chúa vì Ngài nuôi dưỡng chúng con trong đức tin thật của Ngài chưa ạ, đức tin mà chúng con dùng để xin các dân xin các nước chưa ạ, ồ đức tin để chúng con dùng để xin ồ các quốc gia các dân tộc, đức tin mà chúng con dùng để dân xin các sắc dân trong các lĩnh vực xã hội trong các lĩnh vực của nhân loại loài người đó chưa ạ, đức tin đó ở trong chúng con, cội rễ đức tin đó trong chúng con và chúng con dùng đức tin để xin Ngài các dân các nước chưa ạ, vì Chúa nói hãy cầu ta sẽ ban cho các mọi ban làm cơ nghiệp và các đâu cùng đất làm của cải chưa ạ, ồ rất là cả cơ nghiệp chúng con là các dân các nước, cơ nghiệp chúng con là cộng đồng của xã hội, cơ nghiệp chúng con là tất cả sát dân, ô là cả tất cả chúng con là các dân, ô là trong các lĩnh vực khác nhau chưa ạ, chúng con xin họ đặc biệt trong quốc gia Hoa Kỳ, trong Việt Nam, ô trong Israel, ô trong Kenya, Chúa ơi, trong dân Jesus Christ, Amen. 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 Vẫn Tiếp tục đấy, Amen. tiếp tục cầu nguyện và khẳng định nhất trên Ukraine, tất cả là cầu nguyện chúng ta rất linh nghiệm anh chị em ạ. Chúng ta cầu nguyện để sự phản công tấn công của Đức Chúa Trời của Ukraine Ukraine đến Nga đấy rất là hiệu quả. Đêm hôm qua sáng sớm đêm hôm qua của Hoa Kỳ đấy Nga nó tấn công nó bắn cả 18 con tên lửa vào thành phố Kiev, tất cả bị bắn hạ hết, thậm chí là những cái tên lửa là Kinzhan K47 đấy, những biến thể của nó mà siêu vượt âm đấy, mà Nga quảng cáo nó vượt qua tất thảy mọi hệ thống phòng thủ của trên thế giới này và phương Tây cũng thừa nhận điều đó mà, nhưng mà Ukraine bắn hạ hết 6 tên lửa Kinzhan luôn, nhưng mà bắn hạ hết tất cả tên lửa siêu thanh luôn, còn trước đây Ukraine một tên lửa Kinzhan rồi bắn một tên lửa rồi, trước đây đã bắn hạ rồi và bây giờ bắn hạ 6 tên lửa luôn, chắc cả đảo rất là hay. Còn còn cái chuyện nữa là bộ bộ Nga nó nói rằng là nó bắn phá hủy một hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không Patriot mà phương Tây cấp cho Ukraine đấy, thì cái chuyện đấy cũng có thể thôi đấy chưa biết được, nhưng mà cái chuyện mà bắn được 6 tên lửa thì ra đấy là chuyện rất khả thi. Bây giờ không còn may mắn nữa, trước là chỉ có thể gặp may bắn được một cái thôi, bây giờ bắn hàng loạt luôn, hạ hết tất cả luôn. Đấy, cái chuyện đấy là bắn có thể bắn cái điều đấy là theo lý thuyết cũng bắn được cơ. Đó, bắn chặn đấy, đấy là Đức Chúa Trời ngài làm nữa. Cái tên lửa khi nó bay với tốc độ là 10 Mach chẳng hạn anh chị nhé, thì ví dụ như 12.000 km một giờ, mà cho nó tên lửa đánh chặn nó chỉ bay 6.000 km một giờ thôi, nó không thể đuổi theo được, nhưng mà nó tính toán đường đạn anh chị ạ, tính toán đường đạn này có thể bắt bắt được, có thể tốc độ chậm hơn nhưng vẫn bắt được. Tại vì máy máy tính siêu máy tính mà ở trong cái hệ thống phòng thủ Patriot đấy, siêu máy tính nó sẽ bắt được, nhưng mà Hoa Kỳ đấy cũng không dám khẳng định về chuyện đó vì chưa bao giờ bắt được cả, và nhưng mà đấy chỉ có Đức Chúa Trời có thể bắt được thôi, chỉ thiên sứ của Chúa đấy sẽ khiến để xếp cái tên lửa đấy chạm vào nhau, Kinzhan phóng xuống và Patriot phóng lên, mà thằng nhanh thằng chậm vẫn bắn được nhau. Thêm nữa là cái tên lửa Kinzhan đấy khi nó bay tốc độ cao là Mach có Mach 10, 12 ở đấy thì ở trên độ cao, nhưng đến khi nó hạ xuống được mục tiêu ấy thì nó phải hạ tốc độ, lúc lao xuống ấy, thì nó hạ tốc độ để nó chỉnh lại mục tiêu, mà thì lúc đấy nó có thể bắn hạ trên đường đấy, nhưng bắn hạ trên đấy cũng rất khó bởi vì nó phải chọn đúng thời điểm nó hạ tốc độ cơ, là do gặp được cái thời điểm nó hạ tốc độ để mà bắn cơ, anh em có hiểu ý không? Anh chị Đức Chúa Trời thế nào mà thôi, đây không sự may rủi, đấy là đức tin của chúng ta tin các tên lửa mà cũng bắn hạ hết mà. Rồi một cái chuyện kỳ lạ nữa là ở ở nước Nga đấy, bốn cái máy bay đang xuất quân nhá, mới cất cánh để chuẩn bị tấn công Ukraine đấy, thì cả bốn máy bay bị bắn hụt rụng hết luôn cùng một lúc luôn, mà Ukraine thì không có phòng không để bắn sang lãnh thổ của Nga rồi. Thì xong họ cứ nghĩ rằng nghi ngờ rằng hay là phòng không của chính Nga bắn máy bay đây. Và họ đang điều tra không biết là cái chuyện gì xảy ra.
5 cái máy bay, 2 trực thăng và 2 cái máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35, toàn là máy bay khủng của quân Nga thôi. Máy bay mà nói rằng là ngã chủ bài của quân Nga đấy. Còn tên lửa Kinzhan, tại sao mà Ukraine nó khẳng định cái tên lửa Kinzhan? Bởi vì là các hệ thống phòng, các hệ thống cảnh báo của NATO đấy báo trước mà. Tại vì khi ở trên tên lửa Kinzhan nó bắn, nó phóng từ lãnh thổ của Belarus, từ máy bay MiG-31G, biến thể của MiG, thì riêng máy bay đấy thì mang được tên lửa siêu vượt âm thanh Kinzhan. Và khi cái máy bay ấy, tại vì tất cả nó hiện trên màn hình, hiển thị màn hình radar của NATO mà, thì khi phóng ra từ cái máy bay đấy thì chỉ có Kinzhan thôi, máy bay mang được tên lửa Kinzhan. Thằng Chúa chúng tôi cầu nguyện rồi. Được. Ở Bakhmut nữa là cái thành phố, cái chảo lửa mà đến cả gần năm nay đánh nhau kinh hoàng luôn đó. Ở đó đấy. Mà quân Ukraine thì dùng cái điểm đấy để mà cầm chân quân Nga, để cho Ukraine để tập dượt quân đội đấy, tập dượt chuẩn bị phản công mà, để huấn luyện quân đội thì cầm chân chỗ đó. Tất nhiên hai bên tiêu hao rất 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 lớn, và Ukraine những ngày cuối đấy còn thừa nhận là có thể khả năng rất mất, khả năng mất thành phố rồi, mất đấy. Thế mà khi chúng ta cầu nguyện đấy, tạ ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện quyết định đấy chị ạ, vì các hội thánh khác cũng cầu nguyện, họ cũng được, nhưng mà sự cầu nguyện của chúng ta là quyết định. Amen. Đấy chị ạ, thì cầu nguyện những người biết tin lành vương quốc của Chúa, thì cầu nguyện của hội thánh mà dòng chảy mới này, hay là DNA của Chúa này, nó khác hẳn với sự cầu nguyện của hội thánh khác anh chị em ạ. Amen. Sự cầu nguyện của người hoàng hậu sủng ái của Chúa nó khác hẳn với sự cầu nguyện của tất cả tổng tổng tất cả mọi người khác lại. Người khác họ cầu nguyện một chuyện thôi, nhưng khi chúng ta đây, chúng ta mở ra cầu nguyện thì chuyện nó khác hẳn. Và quân Ukraine nó chiếm được 10 hướng ở mút rồi anh chị ạ, quân Ukraine này phản công này, chiếm nó rồi, rồi đẩy lui lại quân Nga đấy, ta còn 2 km nữa. Trước đây Ukraine chỉ còn lại có 2 cây số thôi, tưởng bị mất rồi, sắp mất rồi, thế mà bây giờ lại còn đánh bật lại, lại phản công, lại tiến lui lại nữa chứ. Mà trong thành phố nhỏ mà quân Nga toàn sử dụng siêu vũ khí ở đó thôi, nó diệt hết tất cả cái nơi đó. Cái thành phố đấy là nơi hoang hoang địa luôn đấy, dùng tên lửa nhiệt áp, bom nhiệt áp nó phá tan hết cái thành phố đấy. Bắn mỗi ngày là 20.000 quả đạn pháo trong đó mà. 20.000 quả đạn vào, anh em thấy kinh khủng không? Bắn tần suất cũng kinh khủng luôn. Mỗi ngày nó bắn khoảng độ 5 5 500 lần không kích đấy ạ. Anh chị em hình dung không? Một ngày thôi mà nó bắn 500 lần. Thì thế nào? Rồi quân quân Ukraine đấy họ cả ngày cả đêm ấy, cứ váng đầu suốt ngày nổ đạn pháo thôi. Bắn hết chỗ nào chỗ kia là bắn cả ngày cả đêm luôn. Riêng về tâm lý rồi, nên lời cầu chúng ta để mà tiếp sức cho quân đội của Ukraine và hủy diệt quân đội Nga, làm cho quân đội Nga nó run sợ, mặc dù vũ khí khí tài quân sự của nó là vượt trội về số lượng chất lượng và áp đảo hoàn toàn với quân đội Ukraine anh em ạ. Nhưng mà lời cầu chúng ta là hủy phá tất thảy chúng nó, hủy phá đội hình của quân Nga, hủy phá tất thảy cơ quan cầu đầu não chỉ huy của quân đội Nga, hủy phá tất thảy cơ sở hậu cần của quân đội Nga, hủy tất cả khí tài quân sự và cả lính Nga ở trên lãnh thổ Ukraine, để lời Chúa ứng nghiệm rằng quân Nga phải mất thiệt hại ở trên lãnh thổ Ukraine này, đến nỗi người ta phải mất 7 năm trời để dọn các khí tài quân sự của Nga bị đốt cháy, bị hủy phá ở lãnh thổ Ukraine. Người ta mất 7 tháng để mà chôn tất cả xác chết của quân đội Nga, đồng minh của nó tại đất nước Ukraine này, trong danh Chúa Jesus Christ. Chúa ơi, Chúa tạ ơn Chúa vì Ngài. Qua môi chúng con để cầu nguyện làm sự phán xét đến trên quân đội Nga, Chúa ạ, làm sự phán xét đến trên quân đội của vua Assyri, bởi vì nó đã bảo với lòng nó rằng nó không ai đứng nổi trước mặt nó cả, Chúa ạ. Nó đã từng đánh tất cả các dân tộc khác, Chúa ạ. Nó nghĩ rằng đánh quân tộc quốc gia, tất cả các thần khác đều phải phục tín nó, Chúa ạ. Thần của đạo Chúa cũng phải phục tín nó, thần của đạo Tin Lành phục nó, thần của đạo Công giáo phục nó, thần của đạo quỷ khác phục nó, Chúa ạ. Thần của đạo Phật, đạo Hồi giáo đều phục tín nó hết, Chúa ạ. Nhưng mà nó không biết rằng thần của Đức Giê-hô-va, Chúa ạ, ở trong chúng con đây, nó không thể trụ lại được, Chúa ạ. Nó cũng nghĩ rằng nó đến Ukraine, nó địch lại với thần của Đức Giê-hô-va, thần của Chúa Trời. Thì nó nghĩ rằng nó sẽ bắt các thần đó cũng tôi phục, cũng làm cũng bắt các thần đó phải đầu hàng nó, y như nó đã bắt các thần của đạo Tin Lành, đạo Công giáo, đạo chính thống đó quy lại nó, chưa ạ. Nó làm được điều đó, Mẹ. nhưng
ở dưới trên đất Ukraine này chưa? Bởi vì chúng con có thần của Đức Chúa Trời, Shaka là thần của Đức Tin. Ô, Chúa đập nát hết tất cả thần tôn giáo đó, Chúa đập nát. Ô, Babylon, hủy diệt Babylon dưới trời trong thánh Jesus Christ, là tất cả đạo binh của Ukraine đã bị lửa thiêu đốt hết trong thánh Jesus Christ, là diệt hạ tất cả con đầu lòng của nước Nga, tất cả con đầu lòng nước Nga, của các chính trị gia, của các thương gia, của các nhà khoa học gia, của các kinh tế gia. Đó là sakara của tất tẩy những kẻ mà ghi mài trong trại sư phạm cộng sản đó, ghi mài trong tư tưởng cộng sản đó, ghi mài trong tôn giáo đó, trong danh Jesus, ta công bố sự hủy diệt trên kẻ đó. Shakadabra để Đức Chúa Trời, ô là sa hủy diệt của Chúa đi, giết sạch tất thảy những kẻ con đầu lòng đó của Egypto. Ô là sakada để xuất diệt chúng Đức Chúa Trời này trong danh của Jesus Christ. Ô thân thể của họ bị phó cho Satan, ta phó cho mày Satan, Satan ta phó cho mày thân thể của những kẻ đó. Ô những linh hồn của họ phải phó Amen. ta gọi thần ăn năn tam bảo Chúa trên tất cả người đó, để khi mà khi trước khi họ nhắm mắt đi trời rồi, trước khi họ bị tan xương nát thịt, ô ra sa bởi Chúa diện Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ban cho họ một cơ ăn năn, họ kêu lại Chúa Giêsu xin cứu con, ô lại Chúa Giêsu xin cứu sót con, để họ được vào trong nước Đức Chúa Trời, ô để sau này chúng ta sẽ gặp lại họ là anh em chị em ta, những người chúng ta sinh lại ngay bây giờ, ô trong nước thiên đàng, trong vương quốc của Đức Chúa Trời, trong vương quốc, ô trong ngày phán xét lớn, để linh hồn họ được cứu, trong danh Chúa Giêsu, chúng ta cũng sinh lại tất thảy các quân binh lính của Nga, và sinh lại tất thảy cả nhà lãnh đạo tôn giáo của Nga, chúng ta, những cái người mà Đức Chúa Trời đã hủy diệt bây giờ, chúng ta sinh lại linh hồn họ ngay giờ này trong danh Jesus Christ, và đòi cái linh hồn họ, chúng ta xin Chúa và đòi cái linh hồn của họ. Ô, chúng ta công bố huyết Chúa Jesus Christ trên linh hồn họ để họ được cứu, để họ biết kêu cầu danh Chúa, để phàm những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu trong phút cuối cùng. Nhân danh Jesus Christ, chúng ta hủy diệt hết tất thảy các đơn vị phòng không tên lửa pháo binh thiết giáp của quân đội Nga, chúng ta hủy diệt tất thảy toàn bộ lực lượng lục quân của Nga tại lãnh thổ Ukraine này, chúng ta hủy diệt tất thảy hạm đội Biển Đen, tất thảy hạm đội phương Bắc, hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội của Nga, ta hủy diệt tất cả các tàu nổi, tàu ngầm, tất thảy khinh hạm, tất thảy chiến hạm, tất thảy các tàu khu trục hạm, đã hủy diệt trong danh Chúa Jesus Christ, tất thảy các nhà máy sản xuất và sửa chữa vũ khí của Nga đều bị hủy diệt trong danh Chúa Giêsu Sakaraba. Ô rất là tất thảy, ô đã tất thảy mọi vũ khí của Nga mà mang để tấn công Ukraine đều bị nổ tung ở ngay trên lòng của đất nước Nga trong danh Chúa Giêsu Sakaraba, nổ ngay trên bệ phóng, nổ ngay trên lãnh thổ của Nga. Ô trong danh Chúa Giêsu ta công bố trời hủy diệt trời đến trên tất thảy máy bay chiến đấu của Nga, đến trên các loại tên lửa chiến lược chiến thuật của Nga, ô rất là đến trên tất thảy các pháo binh tên lửa của Nga, đến trên tất cả cơ quan tình báo quân sự của Nga, đến trên tất cả hệ thống an ninh liên lạc của Nga, đến trên toàn bộ hệ thống thông tin các đơn vị tác chiến điện tử của Nga, nằm tên liệt tất cả radar, hủy diệt tất cả radar đó trong danh Chúa Giêsu Sakadabarujiembarasaka. Hallelujah, Chúa tôi yêu, Chúa cũng tiếp sức cho quân đội Ukraine, Chúa về các thiên sứ của Chúa, hội thiên sứ Gabriel, ô hãy đi và thông báo hết, hội thiên sứ chồng của chúng ta, ô Rasaka Mikhail, hãy tuân lệnh, ô đưa hết tất cả đạo binh của ông để bao phủ cái thành phố Kiev, ô vì thành phố này mang tên của ông, ô hãy bao phủ thành phố này trong danh Chúa Jesus Christ, ở thiên sứ trưởng Mikhail Sakharov, ô hãy dùng đạo binh này tóm hết tất cả các tên lửa của quân Nga và đập nát hết ra trong danh Chúa Jesus Sakharov. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa, lời khen Chúa các thiên sứ của Ngài đã vâng lệnh chúng con, Chúa tạ ơn Chúa vì họ yêu Ngài, họ yêu Ngài, họ tuân lệnh Ngài, Chúa họ cũng là tấm gương cho tuân lệnh Chúa một cách tuyệt đối, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa các thiên sứ của Chúa, ôi những bài học cho chúng con, ôi để tất cả con dân Chúa cũng vâng phục Chúa tuyệt đối như các thiên sứ, ôi trong 2/3 thiên sứ sót lại đó, Chúa cũng vâng phục Chúa một cách trọn lành, Chúa ơi. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa các thiên sứ mà Ngài sai đến xung quanh chúng con, ngợi khen các thiên sứ mà thiên sứ trưởng Michael sai xuống làm theo lời cầu nguyện chúng con, Chúa ạ. Trong danh của Chúa Giêsu, Chúa chúng con, Sakadabara Juniparasaka, Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúa ơi, ô đợt ra chúng con cảm tạ ơn Chúa vì lửa thạnh nộ của Chúa, ô qua cuộc chiến này, Chúa cũng hủy diệt hết tất cả các nhà nước cộng sản phản động tại Việt Nam, hủy diệt nhà nước phản động cộng sản, ô đợt ra trại sư phạm cộng sản tại Nga, hủy diệt nhà nước phản động cộng sản, trại sư phạm cộng sản tại Trung Hoa, hủy diệt nhà nước phản động cộng sản, ô trại sư phạm cộng sản tại Bắc Hàn, hủy diệt nhà nước phản động cộng sản, ô chế độ cộng sản ra cả đổi màu tại Belarus, hủy diệt tất cả các trại sư phạm cộng sản tại Hồi giáo, ô Iran, Syria, trong danh với Jesus Christ, cả đảm bảo tất cả các quốc gia độc tài đó,
diệt trăm lửa thạch nổ trời chúng con cho trong danh Jesus Christ cả thiên sứ hủy diệt, diệt hết tất cả con đau lòng của các trại tù cộng sản đó, diệt hết tất cả các nguồn sinh lực của nó trong kinh tế, trong tất cả huyết mạch của nó về kinh tế, tất cả huyết mạch của nó Orasa, các nguồn thu của nó đã bị diệt hết trong danh Chúa Jesus cả đã bara sa tu juli cả nam bara sa cả. Hallelujah, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa ơi, con cảm tạ cha. Chúa ơi, Chúa chúc lành danh của Ngài, Chúa ơi, danh Đức Giê-hô-va là Giê-hô-va vạn quân, Đức Giê-hô-va Sa-bốp, Đức Chúa Trời vạn quân, Chúa ơi, Ngài có thiên binh vạn thiên binh của Ngài, Chúa ơi, và cái thiên binh của Ngài theo lệnh của chúng con, mà chúng con ra lệnh trong danh của Chúa đó, cả mà tuân lệnh chúng con, Chúa ơi, mà diệt hết các con đầu lòng của Edipto, diệt hết con đầu lòng của Đảng Cộng sản Việt Nam, diệt hết con đầu lòng của Đảng Cộng sản Trung Hoa, diệt hết con đầu lòng của Đảng Thống nhất Đức Nga, Amen. của Đảng Lao động Triều Tiên, diệt hết cái đầu lòng của Lukashenko, diệt hết cái đầu lòng của Putin, diệt cái đầu lòng Orasa của Iran, Syria, diệt cái đầu lòng của cái nhà độc tài trên thế giới này trong danh Chúa Jesus, diệt hết tất tẩy cái đầu lòng của các lãnh tụ tôn giáo, diệt tẩy cả trong danh Chúa Jesus, cả đã bảo là Chúa là bảo là cả, tạ ơn Chúa ngài bảo vệ gìn giữ chúng con và Đức Chúa Trời dày đặc của sang di chân chúng con, bảo bọc chúng con trong huyết ngài và tất thảy những kẻ nào chúng con đều diệt đã thảy mọi đồ lũy, đã thảy khí giới trên chúng con đã bị hủy diệt hết trong danh Jesus Christ, vì nước nước nào chúng con vong và nước đó sẽ hoang vu cả, Chúa ơi, đã thảy những con trai của tiếp chúng con sẽ cúi đầu cùng chúng con một cái khinh dễ chúng quỳ lại bàn chân chúng gọi cái gọi cái chúng lại của ngài sinh hạ. Ô, những dòng giống tinh khiết, những dòng giống kỳ diệu nhất, những dòng giống mà ngài nói rằng hơi thở Đức Giê-hô-va dầu dật cũng chỉ là một người, ấy ngài chọn là dòng giống thánh Chúa, nhưng từ cho chúng con sẽ ra Amen. dòng giống thánh đó Chúa, dòng giống mà lời ngài nói sẽ nối tiếp đến ngôi của Đức Chúa Trời Chúa và lãnh đạo và Amen. Cảm tạ Chúa. Chúa. Ô, những dòng giống ô của chúng con nó ra Chúa, những dòng sông sự sống từ trong lòng chúng con Cảm ra tạ đó Chúa, Chúa. Cảm tạ dân ô mang sự cứu rỗi cho muôn loại Chúa, ô bày tỏ cho Amen. các đang nóng lòng trông đợi con cái Đức Trời bày tỏ ra Chúa, thì dòng sông dòng tròn chúng con để vung ra văng ra Chúa, dòng sông đó là từ nơi ngai của Chúa Trời Chúa để tới từ ngai của chúng con là chúng con đây, còn là dòng sông đó Chúa, chúng con là mạch nước đó đây Chúa, chảy các dân tộc, chạy đến tận thể các giáo hội, chạy đến các hội thánh của Ngài cho để chữa lành, để phục hồi, để giải phóng họ cho ô đất sắc cả và để khiến họ được tái sinh lại, ô được sống lại cho vì tất cả sinh vật nào mà đến trên đường của chúng con cho thì tất cả sinh vật đó đều được sống hết cho trong danh Chúa Giêsu, tất cả nước mặn mà chúng con chạy đến nó đều chạy ngọt ngào, ô mang sự sống thật cho trong danh Chúa Giêsu cả đạo Amen. được bờ đạo ạ, tạ ơn Chúa, Chúa ơi, Chúa yêu Ngài, Chúa tôn vinh Ngài, Hallelujah, Con cảm yêu tạ Chúa, Ngài, yêu Ngài. phục vụ mà Amen. Ngài nội thánh trời thương của Ngài Chúa tại Hoa Kỳ này Chúa, các một vụ về đào tạo lãnh đạo để Ngài đào tạo những lãnh đạo Chúa với đời Amen. ô dâng mình hoàn toàn Chúa, vì chúng con Cảm khi tạ chúng con dâng trong sự tôn kính Chúa tột độ Chúa thì Ngài dùng chúng con để thực hiện tất cả các kế hoạch chương trình của Ngài, các ý định tốt đẹp đẹp lòng trọn vẹn của Chúa qua đời sống chúng con Chúa, con chữ cụ tuyệt vời trong tay của Chúa để hủy để hạ để diệt tất cả đường Chúa ghét và để dựng lại trong tất cả đường Chúa yêu Chúa, trong danh Chúa Christ chúng con tạ ơn Chúa. Hallelujah, buổi công việc ngày hôm nay tạ ơn Chúa vì Ngài ô hành động một cách của chúng con còn giữa chúng con cho tạ ơn Chúa, ô vì nước chảy đến ô danh cha tôn thánh cho tạ ơn Chúa, vì y chẳng lên ở đất như trời ở ở quốc gia mà chúng con cầu nguyện đó ở các cơ nghiệp đó của chúng con cho ô chúng con yêu Chúa, chúng con yêu Ngài, chúng con yêu các thiên sứ của Chúa, đặc biệt chúng con yêu hội thánh của Ngài, yêu sự thương xót Thiên Chúa, yêu tất cả anh chị em chúng con, yêu hội thánh toàn cầu, yêu cơ nghiệp chúng con, yêu tất cả linh hồn từ từng người trên thế gian này cho yêu hơn 8 tỷ linh Amen. hồn này cho yêu những người linh hồn người đã khuất, yêu linh hồn của những người mà sẽ sinh ra cho ô là chúng con yêu họ, chúng con tôn vinh Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh. Amen. 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 Cảm tạ Chúa. Amen. Wow, Chúa hay quá. Tạ ơn Tuyệt Chúa. vời.